Tất tần tật về dòng mainboard Z890 mới nhất đến từ nhà Gigabyte. Và đây là dòng mainboard sử dụng D5 Bionic Corsa, hỗ trợ tối đa về AI để gia tăng hiệu suất này cũng như là hiệu năng, và đặc biệt đó là kết nối dữ liệu. Và để cho anh em của chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về những chiếc mainboard mà Minh Phong đang để trên bàn, thì bây giờ Minh Phong sẽ lần lượt review từng chiếc mainboard và sau đó là nhận xét cũng như là xem thử những chiếc mainboard này giống nhau và khác nhau như thế nào, và những chiếc mainboard này nó sẽ phụ thuộc cũng như là nó ở trong mức giá như thế nào. Còn bây giờ, xin chào mọi người đã quay trở lại với Hai Con. Thì đầu tiên về thiết kế của vỏ hộp thì chúng ta sẽ thấy là hai hộp màu trắng đây và ba hộp màu cam đen. Thì hộp màu trắng rồi chúng ta sẽ có là Aorus Pro Eye và cùng với đó là Aero G. Còn ba hộp mà màu cam đen thì chúng ta sẽ có là Game X Wi-Fi 7, Eagle Wi-Fi 7 và cuối cùng đó là UD Wi-Fi 6E. Thì bây giờ Minh Phong sẽ mở hộp con Z890 Aorus Pro Eye này luôn. Tại vì con này Minh Phong khá là thích, tại vì với cái thiết kế màu trắng này rất là bắt mắt. Còn bên trong hộp nó sẽ có những linh kiện gì đi kèm thì bây giờ Minh Phong sẽ mở ra. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy khi mà mở hộp này, đó là nhân vật chính của chúng ta là chiếc mainboard đến từ nhà Gigabyte, rất là đẹp mắt đây. Nhưng mà đợi một xíu Minh Phong review sau, còn bây giờ mình sẽ xem thử là trong hộp này có những linh kiện nào đi kèm. Thì chúng ta sẽ thấy có một dây nguồn đi kèm này và một cái quạt để làm mát con chip của chúng ta. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái dây linh kiện đi kèm, rất là nhiều dây mà để cho chúng ta có thể kết nối thêm nguồn. Ngoài ra thì chúng ta một dây nữa, thì tổng cộng là có hai dây nguồn này. Và chúng ta sẽ có hai dây SATA gắn ngoài để gắn thêm HDD hoặc là SSD bên ngoài. Và một dây nguồn. Và cùng với đó là một cái tụ, đúng rồi, này là cái G-Connector, là một cái tụ để chúng ta có thể kết nối thêm những cái dây bên ngoài nếu mà ở trên cái dây mà chúng ta đang sở hữu nó không có. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái miếng dán sticker logo đến từ nhà Aorus. Và nếu mà anh em khi mà mở chiếc mainboard này ra không biết cách sử dụng cũng như là không biết cách lắp đặt, thì nhà sản xuất đã cho anh em chúng ta thêm hai cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và trên những cuốn sách hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có các dòng chi tiết của các dòng mainboard. Và ngoài ra một cái linh kiện đi kèm khá là quan trọng cho những chiếc mainboard mới nhất đến từ nhà Gigabyte, đó là cái thanh wifi chúng ta có thể đính lên bất kỳ nơi đâu của chiếc cây, rất là tiện lợi. Đấy, nó có đính sẵn 500 ở trong chiếc cổng wifi này. Ở chiếc mainboard Z890 Aorus Pro Eye này thì nhìn vào trung tâm thì chúng ta sẽ thấy quả tim của chiếc mainboard này, đó là socket LGA1851. Thì cái socket này nó sẽ hỗ trợ tối đa những dòng chip đến từ nhà Intel Core Ultra. Và ở bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy đó là cụm VRM. Thì ở cụm VRM này bên dưới thì chúng ta sẽ thấy đó là 19 phay VRM để hỗ trợ cũng như làm mát tốt nhất dành cho socket LGA1851 này. Còn ở phía bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy đó là 4 khe DDR5-1234 đây. Còn ở phần dưới thì chúng ta sẽ có PCIe cũng như là những cái khe M2, thì lên tới 5 khe M2. Thì Minh Phong sẽ đếm cho mọi người xem. Thì ở khe M2 đầu tiên là chúng ta sẽ thấy ở đây. Đấy, Minh Phong sẽ mở cho mọi người xem. Còn 4 khe tiếp theo thì nó sẽ ở dưới cái tấm tản nhiệt cực kỳ to đến từ nhà Aorus này. Thì 1 này, 2 này, 3, 4 và 5 khe M2. Và ở những cái khe M2 này thì chúng ta sẽ được hỗ trợ tối đa về cái phần tiện lợi đến từ nhà Aorus, đó là EZ Lock Click cũng như là EZ Lock Plus. Thì bây giờ Minh Phong sẽ cho mọi người thấy này. Chỉ cần để nhẹ vào như thế này và một cái ấn nhẹ thôi thì chúng ta để có thể gắn được cái thanh tản nhiệt của cái khe M2 này rồi. Đây, Minh Phong sẽ cho mọi người thấy. Đấy, rất là tiện lợi. Còn chúng ta sẽ có thêm đó là 3 khe PCIe. Thì một khe như thế này thì cũng sẽ được tiếp tục hỗ trợ bởi lắp plus cũng như là lắp clip. Thì khi mà chúng ta gắn những cái thẻ nhớ vào thì chúng ta chỉ cần một cái clip nhẹ như thế này thôi là chúng ta có thể lấy ra một cách dễ dàng. Đấy, rất là dễ. Và hai khe bên dưới này nữa, hai khe PCIe, là tổng cộng 3. Còn về các cổng kết nối trên chính chiếc mainboard này thì bây giờ Minh Phong sẽ chỉ rõ cho mọi người xem. Về phía bên trên góc trái của chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy đó là hai cổng 8 pin dành cho CPU. Và bên này chúng ta sẽ có tiếp tục đó là một cổng 24 pin dành cho ATX, và một cổng dành cho CPU OBT, một cổng dành cho fan của CPU này, cổng LED RGB. Và góc bên trên tay phải của Minh Phong đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống BIOS code rất là đẹp mắt, nó thiết kế ở phía bên góc trên chứ không phải là ở góc dưới này nữa. Để tại vì sao? Khi mà chúng ta lắp dây vào thì khi mà ở dưới này rất là khó để điều chỉnh cũng như là xem cái hệ thống báo lỗi ở của cái BIOS code này. Rồi về phía bên dưới một xíu thì chúng ta sẽ có tiếp tục đó là hai fan dành cho boom. Rồi bên dưới là các cổng HDMI này, rồi cổng SATA này, đến 1, 2, 3, 4 cổng SATA. Rồi còn về phía ở góc bên dưới của chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ có tiếp tục đó là 1, 2, 3 fan cho hệ thống system. Rồi có hai cổng USB này,
Và tiếp tục bên này thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3 cổng LED RGB và một cổng đó là demo này, có cổng thêm cổng LED demo nữa cho mọi người có thể test cũng như là demo xem của cái hệ thống LED của chúng ta đã ổn định hay chưa, rất là tiện lợi. Và Minh Phong đáng chú ý ở cái cụm bên phía góc dưới của cái chiếc mainboard này, đó là cái cụm audio. Đấy, nó có rất nhiều tụ này cũng như là có hệ thống của audio luôn. Và bên phải này Minh Phong cũng phải nhắc đến đó là front panel system, còn bên này là audio system. Đấy, rất là nhiều các cái linh kiện cũng như là các cái cổng kết nối trên chính chiếc mainboard này. Còn về phần mặt sau của chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy có 1, 2, 3, 4 cổng USB 2.0 và 4 cổng USB 3.2 Gen 1 và một cổng LAN 5G, cùng với đó là hai cổng Thunderbolt 4 và một cổng là BIOS USB 3.2 và cùng với đó là USB 3.2 ở dưới nữa. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có một cổng Wi-Fi 7 để cho chúng ta tích hợp cái thanh Wi-Fi mà ở lúc nãy Minh Phong cho mọi người thấy, rất là dễ dàng cũng là bắt sóng tốt nhất cho anh em khi mà chiến game cũng như là sử dụng cho anh em. Và chúng ta sẽ có thêm đó là hai cổng 3.5 là cổng mic cũng như là cổng layout. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có một cổng WAN đây để hỗ trợ tối đa khi mà anh em sử dụng những cái hệ thống âm thanh tối cao của chiếc mainboard này. Tiếp theo về chiếc mainboard thứ hai mà Minh Phong sẽ review cho mọi người, đó là Gaming X Wi-Fi 7. Thì bây giờ mở hộp luôn xem thử là bên trong có những linh kiện gì có giống với chiếc mainboard lúc trước không. Thì cũng tiếp tục là nhân vật chính của chúng ta, thì xíu nữa Minh Phong sẽ nói sau tiếp tục. Thì ở trong cái hộp này thì chúng ta sẽ ít linh kiện hơn so với cái chiếc Pro i lúc nãy. Thì chúng ta sẽ có hai dây SATA để gắn thêm HDD hoặc là EED bên ngoài và một thanh Wi-Fi có thể đính lên cây bất kỳ nơi đâu, có đính cả 500. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có hai cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, thì mọi người thấy mà đúng không? Thì khi mà bóc hộp của chiếc mainboard thứ hai này thì nó sẽ ít linh kiện hơn so với chiếc mainboard lúc nãy đến từ nhà Aorus Pro i. Rồi, bây giờ Minh Phong sẽ vào nhân vật chính của chúng ta luôn. Về mainboard Z890 Gaming X Wi-Fi 7 thì chúng ta sẽ thấy nhân vật chính của chúng ta nằm ở phía trung tâm vẫn tiếp tục, đó là socket LGA1851 hỗ trợ tối đa cho con chip đến từ nhà Intel Core Ultra. Và bên tay trái của Minh Phong đó là cụm VRM, và ở dưới cụm VRM này thì chúng ta sẽ có tới là 19 phay VRM cũng để làm mát này, cũng như là hỗ trợ công suất cũng như là nâng cao hiệu năng đến từ chiếc mainboard cũng như là con chip ở trên chính chiếc mainboard này. Còn về phía bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy tiếp tục đó là 4 khe DDR5, còn ở phía dưới thì chúng ta sẽ có đó là 4 khe M2. Còn về phần các cổng kết nối trên chính chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy hai cổng 8 pin ở phần trên, và phần bên phải thì chúng ta sẽ thấy lên tới là 24 cổng ATX, và ở trên này là một cổng dành cho CPU OBT này cũng như là CPU fan và cổng LED RGB, và cùng với đó là hệ thống BIOS code. Và mọi người thấy không, cái điều mà chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng ở giữa chiếc mainboard này cũng như là chiếc Pro i lúc nãy là ở đây không có cái bảng LED để chúng ta xem thử là lỗi bao nhiêu cũng như là cái thông số trên chính cái biển LED BIOS code này. Và ở dưới thì chúng ta sẽ thấy đó là cổng HDMI này, rồi cổng SATA này cũng như là cái chiếc mainboard trước đến từ nhà Aorus của Gigabyte. Thì ở dưới thì chúng ta sẽ thấy thêm đó là cổng này, cổng fan system là 1, 2, 3 cổng, thêm 3 cổng fan system. Và bên cạnh nữa là chúng ta sẽ thấy đó là cổng Thunderbolt này cũng như là hai cổng USB. Đấy, và bên phía bên tay trái qua một xíu thì chúng ta sẽ thấy tiếp tục đó là 3 cổng LED RGB V2. Đấy, và một cổng LED demo. Và ở phía góc bên dưới tay phải của Minh Phong đây là một hệ thống đó là front panel system ở dưới này, còn bên này thì audio system. Đấy, hệ thống audio rất là đẹp mắt cũng như là rất là sang xịn mịn, và hệ thống âm thanh chắc chắn mà chúng ta nghe được đến từ cái dòng mainboard này là cực kỳ cao. Đấy, có luôn một hệ thống AMB up audio. Rồi, còn về phía mặt sau của chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy là 4 cổng USB này, mỗi cổng DisplayPort, một cổng USB 4 là cổng Type-C này, và hai cổng USB 3.2 và trong đó có một cổng BIOS. Còn ở phía dưới thì chúng ta lại tiếp tục đó là ba cổng USB 3.2 và một cổng LAN 2.5 và cùng với đó là một cổng Wi-Fi 7 ở trên chính chiếc mainboard này, và hai rắc cắm cũng như hai cổng 3.5 đó là mic cũng như layout, và cùng với đó là một cổng WAN để cho chúng ta xuất âm thanh tốt nhất. Tiếp đến về chiếc mainboard thứ ba, đó là Eagle Wi-Fi 7, thì bốc hộp nữa thôi. Hôm nay Minh Phong rất là vui khi mà được bốc hộp đến tận 5 chiếc mainboard để có xem thử là bên trong có những linh kiện gì đi kèm. Và thật sự đây là một trải nghiệm đáng nhớ với Minh Phong. Rồi, thì ở chiếc Eagle Wi-Fi 7 này thì chúng ta lại thấy là nó sẽ có hai dây SATA
Cùng với đó là một cái cạc wifi, nhưng mà cái này nó không đính được như những cái chiếc wifi lúc nãy ở của cái hai mainboard trước, mà cái này là đính cố định và sau đó là chúng ta có thể thay đổi này lên xuống chiều của chiếc wifi này đấy. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có hai sách hướng dẫn sử dụng. Rồi bây giờ đến với nhân vật chính, em nó thôi. Về mainboard Z890 Eagle Wi-Fi 7 này thì chúng ta vẫn là nhân vật chính, đó là socket LGA1851. Và ở bên này thì chúng ta sẽ có một cụm VRM, và ở dưới này thì chúng ta sẽ có lên tới đó là 17 phase VRM. Thì nó sẽ thấp hơn so với hai con mainboard lúc nãy mà Minh Phong review cho anh em xem. Và bên tay phải thì sẽ là 4 thanh DDR5. Còn ở bên dưới thì chúng ta sẽ có đó là 4 thanh M2. Thì ở dưới này là 3 và 1 thanh ở đây. Cùng với đó là chúng ta sẽ có 3 khe, đó là PCIe. Thì có một khe dễ dàng bằng một cái clip như này. Đây, mình phân tích cho mọi người xem. Đấy, như các chiếc mainboard trước thì nó cũng đều giống nhau ở những cái tính năng vượt trội của chiếc mainboard đến từ nhà Gigabyte Aorus này, đó là đây, một cú chạm này cũng như là một cú ấn clip như này thôi để tháo lắp dễ dàng, hoàn toàn đơn giản. Rồi, còn về các cổng kết nối trên chính chiếc mainboard này thì bây giờ mình phân tích cho mọi người thấy, vẫn tiếp tục là hai cổng 8 pin và cổng bên này là 24 pin ATX. Rồi ở bên trên thì chúng ta sẽ có một CPU OBT này, một CPU fan này, cổng LED RGB. Và cùng với đó thì là chúng ta sẽ có một hệ thống BIOS code có 3 nút, đó là Power này cũng như là các nút ở phía đây mọi người có thể thấy. Và cái mainboard này nó sẽ khá là giống ở cái phần BIOS code này đến từ cái chiếc mainboard thứ hai, còn nó sẽ khác ở chiếc mainboard đầu tiên là không có cái bảng LED. Rồi xuống phía bên dưới một xíu thì chúng ta sẽ thấy là ở chiếc mainboard này chúng ta sẽ không có cổng HDMI đó, nhưng mà nó tích hợp ở phía sau đấy. Rồi và 4 cổng SATA 6GB. Còn ở bên dưới chúng ta lại tiếp tục đó là 3 fan dành cho hệ thống system. Rồi cùng với đó là Thunderbolt này, rồi 2 cổng USB, và cùng với đó là 1, 2, 3 cổng LED, cùng với đó là LED demo. Rồi và ở phía bên này thì chúng ta sẽ có là front panel system ở bên này, còn hệ thống âm thanh thì ở bên này đấy, front panel audio đấy, hệ thống âm thanh khá là chất lượng đến từ chiếc mainboard này. Rồi còn về mặt sau thì Minh Phong thấy là nó có rất nhiều sự thay đổi so với hai chiếc mainboard lúc nãy mà Minh Phong review cho anh em. Thì chúng ta lại tiếp tục có 4 cổng USB Type-A, cùng với đó là một cổng DisplayPort này, một cổng Type-C USB 4 này. Rồi cùng với đó là hai cổng USB 3.2 và trong đó có một cổng BIOS. Còn ở phía dưới cũng là ba cổng USB 3.2 và một cổng LAN 2.5 và cổng Wi-Fi 7. Và cái điều đặc biệt ở chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy đó là ba cổng out. Đấy, ba cổng 3.5 out đến từ chiếc mainboard này, đó là mid này, light out cũng như là light in. Và con thứ tư mà Minh Phong sẽ bóc hộp của review cho anh em xem đó là Z890 ROG đến từ nhà Gigabyte. Mở hộp luôn, lại là tiếp tục một chiếc hộp màu trắng cũng như là nhân vật chính nằm bên trong. Rồi, để nhân vật chính sang một bên nhá. Đấy, Minh Phong sẽ để sang một bên. Rồi thì ở trong chiếc hộp mainboard thứ tư mà Minh Phong sẽ review cho anh em xem thì tiếp tục lại là hai dây SATA, cùng với đó là một thanh wifi. Cái thanh này thì nó khác với cái hộp thứ ba là chúng ta có thể đính bất kỳ nơi đâu trên vỏ khay của chúng ta. Cùng với đó là hai sách hướng dẫn sử dụng. Rồi tiếp tục nhân vật chính. Và ở chiếc mainboard Z890 ROG này nó sẽ thiên về các anh em thích sự trong sáng, đó là màu trắng. Thì anh em thấy là thiết kế toàn là màu xám cũng như là màu chủ đạo đó là màu trắng. Và ở cái phần trung tâm ở cái chiếc mainboard này thì chúng ta lại thấy tiếp tục đó là socket LGA1851 này. Rồi cùng phay VRM được thiết kế màu trắng tản nhiệt rất là đẹp mắt như thế này. Và ở dưới cái tủ VRM này thì chúng ta có thấy lên tới là 19 phay VRM. Đấy, nó sẽ tiếp tục là hỗ trợ tốt nhất cho con chip. Rồi còn về phía bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy 4 khe DDR5 cùng với đó là 5 khe M2. Thì Minh Phong sẽ cho mọi người thấy thì ở ba cái chiếc mainboard lúc trước thì mọi người thấy là một khe ở đây đúng không, xong rồi tất cả các khe, 4 khe còn lại nằm ở dưới này là một mảng thôi, nhưng mà ở đây một khe ở đây này Minh Phong sẽ cho mọi người thấy, 1 này, rồi 2, 3 này và 4, 5. Đấy, nó sẽ thiết kế là thành hai mảng riêng biệt, nhưng mà nhiều không phải là bất tiện cho anh em, tại vì Aorus này cũng như là Gigabyte nó đã tối giản cho anh em bằng một cách tháo lắp dễ dàng như này, chỉ cần gắn vào xong rồi ấn nhẹ xuống một xíu thôi là sẽ chắc chắn vô cùng. Rồi còn về khe PCIe thì chúng ta sẽ thấy là 1, 2, 3 vẫn tiếp tục là một cách tháo lắp dễ dàng bằng một ấn click như này. Đấy,
Và ở phần các cổng kết nối trên chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy là hai cổng 8 pin dành cho CPU, còn phía bên này là 24 pin dành cho ATX. Rồi còn ở phần này thì chúng ta sẽ thấy tiếp tục đó là CPU OBT này, CPU fan này, cùng với đó là LED RGB. Và đặc biệt thì sự quay trở lại đến từ bảng LED BIOS đến từ chiếc main đó là Z890 ROG này, thì vẫn có cái hệ thống LED nhưng mà nó sẽ có thêm cái bảng LED ở đây cho anh em dễ dàng hơn, khác với hai chiếc mainboard là số 2 và số 3 vừa rồi mình không đã review cho anh em xem. Rồi xuống bên dưới một xíu thì chúng ta sẽ thấy là một cổng USB 3.2 này lên tới 5GB mọi người ạ. Rồi ở dưới thì một cổng HDMI và 4 cổng SATA 6GB. Rồi ở dưới thì chúng ta sẽ có 3 quạt system hệ thống, 2 USB, rồi 3 cổng LED RGB và một cổng LED remote. Và cùng với đó là bên này thì chúng ta sẽ có là front panel system ở đây, và bên này là front panel audio. Đấy, hệ thống âm thanh rất là tốt đến từ chiếc mainboard này. Rồi, còn về phía mặt sau của chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy hai cổng USB. Đấy, Type-A, cùng với đó là một cổng HDMI, một cổng Thunderbolt và hai cổng USB 3.2, mà trong đó có một cổng là BIOS. Và còn phía dưới thì chúng ta sẽ tới hai cổng LAN 2.5G và 4 cổng USB 3.2 và một cổng Wi-Fi, cùng với đó là hai cổng 3.5, đó là một cổng mic và một cổng layout, và cùng với đó là một cổng quang dành cho các anh em mà thích xuất âm thanh chuẩn nhất cũng như là tối đa nhất dành cho các anh em mà sử dụng chiếc main này để phục vụ cho việc âm thanh. Và chiếc mainboard cuối cùng để Minh Phong bóc hộp cũng như review cho anh em xem, và sau đó là Minh Phong sẽ đưa ra nhận xét cũng như là so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa năm chiếc mainboard này. Ok, mở luôn một chiếc đen cam đấy, cũng là nhân vật chính của chúng ta bên trong, bỏ sang một bên. Ok, nằm đây nhá, đừng có chạy đi đâu nhá. Ok, thì tiếp tục vẫn là hai dây SATA. Ôi, cái này chúng ta còn có thêm một cái thanh gắn ở bên ngoài của chiếc cây mình. Và cùng với đó là một thanh Wi-Fi, thì Wi-Fi này không thể đính kèm bất kỳ đâu trên chiếc cây. Nhưng mà bù lại chúng ta có thể thay đổi này đấy, lên xuống qua lại như thế này để bắt Wi-Fi tốt hơn. Và tiếp tục đó là chúng ta sẽ có một viên ốc để chúng ta muốn gắn thêm cái gì cũng được này. Nhà sản xuất rất là hiểu tâm lý của anh em của chúng ta. Rồi, hai viên chứ không phải một viên, và cùng với đó là hai sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, nhân vật chính của chúng ta. Và chiếc main cuối cùng mà anh em có thể thấy ở đây đó là Z890UD Wi-Fi 6E. Thì ở phần trung tâm của chúng ta vẫn là socket LGA1851 này. Thì bên tay trái thì vẫn là cụm VRM, và ở dưới cụm VRM này thì chúng ta sẽ có đó là lên tới là 15 phay VRM ở dưới đây anh em có thể thấy. Rồi, bên tay phải đó là 4 khe DDR5. Và ở dưới này một xíu thì chúng ta sẽ thấy đó là 3 khe M2. Đấy, mỗi khe ở đây 2 và 3. Đấy, có thể so sánh là em út mà nó khác nhau ở 4 chiếc mainboard mà lúc nãy mình Phong review cho mọi người. Rồi, chúng ta sẽ đến là 1, 2, 3, 4 khe PCIe. Và khe đầu tiên này nó có bọc một lớp tản nhiệt cũng là lớp nhôm để giúp cho việc mà khi mà chúng ta sử dụng cái mainboard này cũng như là chiếc máy tính của chúng ta trong một thời gian dài, nó sẽ hạn chế tăng nhiệt độ quá cao và cách lấy ra rất là dễ dàng như thế này thôi. Đấy, không có nút ấn nhưng mà chúng ta có một lẫy đấy để lấy lên. Rồi, còn về phần các cổng kết nối trên chính chiếc mainboard này là chiếc mainboard em út trong nhà AUX vừa rồi, thì chúng ta vẫn tiếp tục đó là hai cổng 8 pin và bên này là 24 cổng ATX. Rồi ở trên là CPU OBT, cùng với đó là CPU fan, cũng như là LED RGB và một hệ thống BIOS code nữa, sẽ không có bảng LED cho mọi người thấy. Rồi xuống phía dưới một xíu thì chúng ta sẽ không có cổng HDMI, mà bù lại chúng ta vẫn tiếp tục có đó là 4 cổng SATA. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có một hệ thống là front panel system ở đây. Rồi, 1, 2, 3 cổng fan cho boom. Đấy. Ồ, không phải đâu mọi người, là chúng ta sẽ có hai cổng fan cho boom và một cổng fan cho hệ thống, đó là fan system ở đây. Rồi, và phía bên trái một xíu thì chúng ta sẽ thấy là hai cổng USB. Đấy, 1 và 2. Rồi, một LED này, hai LED. Rồi, và cùng với đó là chúng ta sẽ có thêm một hệ thống LED ở đây nữa. Và ở đặc biệt ở cái chiếc main cuối cùng này thì chúng ta sẽ có thêm một cái cổng COM, cổng con, và cùng với đó là một cổng front panel audio ở đây. Và cái dòng mới ra mắt này đến từ nhà Gigabyte thì tất cả các cái hệ thống audio đều tốt cũng như là chất lượng nhất. Rồi còn về phía mặt sau của chiếc mainboard này thì chúng ta có thể thấy nó sẽ không có một cái lớp nào mà bảo vệ những cái cổng này đâu, mà bù lại chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một cái khung. Đấy, khung nhôm. Rồi, bây giờ nhá, nãy giờ là từ trên xuống nhiều đúng không? Bây giờ Minh Phong sẽ từ dưới lên thì chúng ta sẽ có 3 cổng 3.5 ở đây, mọi người có thấy. Layout cũng như là mic cũng như là line in. Rồi một cổng là Wi-Fi này. Và cùng với đó là một cổng LAN 2.5 và hai cổng USB. Rồi cùng với đó là một cổng USB ở phía trên nữa này. Chắc cái này là cho hệ thống là BIOS code đây. Một cổng Thunderbolt, một cổng USB Type-C đây. Rồi một DisplayPort,
12345 6 cổng USB Type-A ở trên. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có một cái dây nguồn dành cho chiếc mainboard này, cổng nguồn. Và vừa rồi Minh Phong đã review cho anh em xem 5 chiếc mainboard mới nhất đến từ nhà Gigabyte. Còn bây giờ Minh Phong sẽ đưa ra những điểm giống nhau và khác nhau cho anh em có cái nhìn chân thật hơn. Thì đầu tiên về điểm giống nhau giữa 5 chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy là đều phục vụ con chip Intel Core Ultra. Và cùng với đó socket đều là socket LGA1851 và 4 cổng SATA 4 6GB. Và cùng với đó là sẽ có 4 khe DDR5. Còn về cổng kết nối thì chúng ta sẽ... 5 chiếc mainboard này nó cùng có một cái chung, đó là một cổng USB Type-C này cũng như là hai cổng USB 3.2 Gen 2 và đều hỗ trợ đó là Wi-Fi 7. Rồi về kích thước là đều cùng với kích thước như nhau hết, đó là 30.5 x 24.4. Về phần khác nhau thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là phay VRM. Thì ở chiếc Aorus Pro Eye này cũng như là Gaming X Wi-Fi 7 và AeroG thì lên tới là 19 tụ phay VRM. Còn về Eagle Wi-Fi 7 này cũng như là UD Wi-Fi 6E thì ở chiếc Eagle Wi-Fi 7 thì là 17 phay VRM, còn UD Wi-Fi 6E đó là 15 phay VRM. Và với số tụ lên tới là 19 thì ba cái chiếc main này nó sẽ hỗ trợ tối đa cũng là tốt hơn hai cái chiếc main còn lại cho con chip đó là Intel Core Ultra. Và cái điểm khác biệt tiếp theo mà Minh Phong muốn nhắc tới đó là tốc độ DDR5 giữa 5 chiếc mainboard này. Thì duy nhất ở chiếc Aorus Pro Eye này thì tốc độ tối đa lên tới là 9500 MB/s, còn 4 chiếc còn lại chỉ đạt tối đa đó là 8800 MB/s. Và mọi người có thể thấy đấy, là tốc độ là lên tới là 9500 cũng như 8800 thì rất là khác biệt cũng như là nâng cấp hơn so với các cái dòng tiền nhiệm đến từ nhà Gigabyte hoặc là các dòng khác. Còn về phần đồ họa tích hợp thì chúng ta sẽ thấy là 5 chiếc mainboard này đều hỗ trợ đó là 4K. Và ở chiếc Aorus Pro Eye này cũng như là AeroG và UD Wi-Fi 6E đó là hỗ trợ lên tới là 240Hz và hai chiếc còn lại chỉ 144Hz. Nhưng mà nếu anh em muốn độ phân giải cao hơn đó là 6K thì đó là chiếc Aorus Pro Eye cũng như là AeroG sẽ hỗ trợ cho anh em, nhưng mà chúng ta chỉ đạt được đó là 60Hz. Và ở chiếc mainboard đó là Aorus Pro Eye này vẫn chưa hết đâu, thì cái cổng LAN của nó thì tốc độ tối đa lên tới là 5GB/s và 4 chiếc còn lại chỉ đạt đó là 2.5GB/s. Còn về phần giao diện lưu trữ thì chúng ta sẽ thấy là Pro Eye này, AeroG và Eagle Wi-Fi 7 là có 5 khe M2 và Gaming X Wi-Fi 7 đó là 4 khe M2 và cuối cùng UD Wi-Fi 6E đó là 3 khe M2. Về phần kết nối I/O bên trong thì chúng ta có thể thấy là ở chiếc Aorus Pro Eye thì có lên tới là 4 cổng quạt system và cùng với đó là 2 cổng system bum. Còn chiếc AeroG này cũng như là Gaming X Wi-Fi 7 và Eagle Wi-Fi 7 là chúng ta sẽ có là 3 quạt system cũng như là 1 quạt system bum. Còn chiếc còn lại đó là UD Wi-Fi 6E thì chúng ta sẽ có đó là 2 quạt system và 2 quạt system bum. Và vừa rồi Minh Phong đã đưa ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa 5 chiếc mainboard này. Còn bây giờ về phần hiệu năng cũng như là phần ngoại hình thiết kế thì nếu mà anh em thích build một cây PC mà full trắng thì có thể tìm hiểu qua dòng Aorus Pro Eye hoặc là AeroG, còn mà full đen thì chúng ta tìm hiểu qua UD Wi-Fi 6E hoặc là Gaming X Wi-Fi 7. Còn anh em nào mà muốn thiên về hiệu năng tốt thì có thể sử dụng chiếc Aorus Pro Eye. Và sau khi review chi tiết của 5 chiếc mainboard này đến từ nhà Gigabyte cũng như là nhận xét những điểm giống nhau và khác nhau thì anh em cũng đã thấy rồi đấy, ở vị trí thứ nhất ở trong tầm phân khúc đó là Aorus Pro Eye, còn ở vị trí thứ hai thì Gaming X Wi-Fi 7 cũng như là AeroG này đấy, còn ở vị trí thứ ba và thứ tư thì thứ ba đó là chiếc Eagle Wi-Fi 7 và thứ tư đó là UD Wi-Fi 6. Nhìn chung thì nhà sản xuất đó là Gigabyte đã hiểu tâm lý anh em này cũng như là sắp xếp cho 5 chiếc mainboard này nó nằm trong từng phân khúc. Ví dụ như chúng ta sinh viên thì có thể sử dụng chiếc mainboard nào phù hợp với mình, hoặc là cao cấp hơn một xíu thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc mainboard nào, hoặc là thấp hơn mức sinh viên nữa thì chúng ta sẽ sử dụng mức mainboard nào rất là phù hợp cho các anh em công nghệ như chúng ta, đúng không? Còn bây giờ mọi người đã thấy thích video này cũng như là đã còn những cái vướng mắc nào mà chưa được giải đáp thì cứ comment ở dưới phần bình luận thì video sau mình không sẽ giải đáp cho anh em. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ HiCom nhé.